Hiện nay năng lượng nguyên tử được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, khoa học kỹ thuật, mang lại những lợi ích to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, năng lượng nguyên tử cũng gây ra những nguy cơ nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là những sự cố hạt nhân, sự cố bức xạ, khủng bố phóng xạ luôn hiện hữu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyên dụng nhằm thu gom chất phóng xạ trang bị cho bộ đội hóa học nhằm khắc phục hậu quả, làm sạch môi trường khi xảy ra các tình huống sự cố bức xạ, hạt nhân là vấn đề cấp thiết. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của nhóm nghiên cứu khi thiết kế, chế tạo xe thu gom chất nhiễm xạ. Sản phẩm được xem là thiết bị đầu tiên được chế tạo thành công ứng dụng trong quân đội ta. Cái trang bị khí tải hiện nay của bộ đội hóa học mới giải quyết được vấn đề là tiêu tẩy các cái chất nhiễm xạ cho địa hình hoặc là các vũ khí trang bị. Thế chưa giải quyết được vấn đề là thu gom các cái chất thải nhiễm xạ đó để đưa về nơi xử lý an toàn. Thế chính vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đó, thì nhóm đề tài đã nghiên cứu chế tạo xe thu gom chất thải nhiễm xạ để xử lý và thu gom đưa về nơi xử lý an toàn. Trên cơ sở nghiên cứu các nguồn gây ô nhiễm phóng xạ có thể xảy ra, đặc điểm gây hại của các chất phóng xạ, nhiễm xạ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và tính toán các phương án thiết kế, cải tạo xe CAMAS thành xe thu gom. Theo đó, nhóm đã thiết kế khung gầm phụ lắp đặt trên xe, đỡ các trang thiết bị đặc chủng, tính toán và lựa chọn bơm thủy lực. Các trang thiết bị lắp trên xe có công suất phù hợp, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, dễ dàng thực hiện các thao tác khai thác, sử dụng khi làm nhiệm vụ. Có khả năng thu gom tối đa các chất nhiễm xạ, cũng như dễ dàng tháo lắp sửa chữa. Với đặc thù là thu gom các chất nhiễm xạ, do vậy yêu cầu đặt ra cho nhóm cần thiết kế và tính toán các CTEC, hệ thống lọc đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Hệ thống lọc là phải đảm bảo được, tức là khi thu gom đấy là nó không được phát thải thứ phát đối với những cái bụi phóng xạ ra môi trường. Cái nữa là trong quá trình mà vận chuyển và thực hiện đấy, phải bảo đảm an toàn khi mà thực hiện xong nhiệm vụ là có thể tiêu tẩy sơ bộ ban đầu cho cái xe này được. Từ những tính toán ban đầu, nhóm nghiên cứu đã tìm ra các thông số thiết kế tối ưu như thể tích CTEC, công suất thiết bị của bơm chân không, thông số của bề mặt vải lọc. Phần thiết kế hệ thống cơ khí được thực hiện phù hợp với các thông số được tính toán. Trong đó, quá trình nghiên cứu và chế tạo CTEC chứa chất nhiễm xạ được xem là một trong những bài toán khó đặt ra cho nhóm. CTEC không chỉ đòi hỏi kết cấu phù hợp, bảo đảm tạo được áp suất chân không để hút bùn, nước và bụi. Đồng thời, CTEC phải đảm bảo không phát thải tia phóng xạ ra bên ngoài. Đi kèm với đó và thể tích công suất cũng được nhóm thiết kế tối ưu. Như quý vị các đồng chí thấy, đây là mặt trong của cái CTEC của cái xe thu gom chất nhiễm xạ. Thì hiện nay CTEC đang được nâng lên một góc khoảng 45 độ và cái nắp CTEC đã được mở ra. Thì như quý vị các đồng chí thấy là cái thành của CTEC này thì chúng tôi cấu tạo rất là dài, đảm bảo cho các cái chất nhiễm xạ khi được thu gom vào trong CTEC thì sẽ không bị bức xạ ra ngoài. Thể tích của cái toàn bộ CTEC này nó khoảng 4 mét khối. Ở phía trong CTEC thì chúng tôi có lắp đặt một cái phao chống tràn gắn với một cái cảm biến báo hiệu cái bằng còi để cho kịp xa sử dụng. Trong quá trình chế tạo, gia công các chi tiết của bộ phận CTEC phải đảm bảo độ kín, khít gần như tuyệt đối. Cùng với việc chế tạo CTEC, hệ thống lọc không khí, lọc bụi, bùn cũng đã được nhóm nghiên cứu thiết kế và làm chủ hoàn toàn. Các loại phin lọc được nhóm tính toán và lựa chọn phù hợp, đảm bảo mục tiêu bảo vệ tốt cho bơm và làm sạch triệt để không khí trước khi thải ra môi trường. Khoang lọc bụi của cái xe thu gom chất nhiễm xạ này thì được gắn vào ở phía đầu của CTEC, và toàn bộ khoang lọc bụi cũng được chế tạo bằng vật liệu giống như vật liệu của thành CTEC, tức là sẽ có 3 lớp, có trong đó có lớp bọc trì ở giữa để đảm bảo cho cái bụi lắng đọng trong khoang lọc bụi cũng sẽ không bị bức xạ ra bên ngoài. Và một điểm đặc biệt là qua cái tính toán cũng như là qua kiểm tra thực tế thì khi mà chúng tôi sử dụng cái nguồn thử nghiệm, cái mức độ bức xạ ra bên ngoài ở trong phía cabin của xe là rất là thấp, đảm bảo an toàn cho người điều khiển xe. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm tính năng tẩy xạ sơ bộ tích hợp trên xe thu gom nhằm thực hiện công tác vệ sinh tẩy xạ cho khí tải và người sau khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực có địa hình bị nhiễm xạ. Đối với đề tài này thì ngoài cái
thu gom các cái bụi phóng xạ thì còn ứng dụng trong việc xử lý các cái sự cố phóng xạ hóa học sinh học, thu gom các cái chất thải phát tán, ví dụ như là thu gom cái chất thải sau vụ cháy nổ của nhà máy Rạng Đông. Xe thu gom chất nhiễm xạ được ra đời với sự chủ động hoàn toàn về công nghệ thiết kế, chế tạo, gia công ở tất cả các khâu. Dựa trên nền tảng nghiên cứu và làm chủ các trang bị khí tải tiêu tẩy, tẩy xạ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu thuộc binh chủng hóa học. Trong quá trình chế tạo, thiết bị đã được đưa vào thử nghiệm và thực hiện nhiệm vụ trong các lần diễn tập của binh chủng. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật của xe đều đạt yêu cầu. Thành công trong chế tạo nghiên cứu xe thu gom chất nhiễm xạ đã góp phần quan trọng nâng cao khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân của bộ đội hóa học. Đồng thời đây cũng là bước tiến quan trọng đánh dấu khả năng làm chủ khoa học của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong binh chủng hóa học, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về trang bị hóa học của quân đội ta.